Vâng, xin chào các bạn. Như vậy là sau một ngày bận rộn với công việc và cuộc sống thì bây giờ chính là lúc để chúng ta cùng thư giãn với những tin tức thể thao sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung có trong chương trình ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam giành kỹ chiến thuật trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Con trai Cung Lê hạ hàng loạt đối thủ gây sốt làng võ thuật. Những cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc khác nhau như thế nào? Đội tuyển Việt Nam giành kỹ chiến thuật trước trận đấu với đội tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập tối ngày 5 tháng 10, trước 2 ngày so với trận đấu chính thức diễn ra lúc 21 giờ ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, gặp đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau hai buổi tập liên tiếp thực hiện thi đấu đối kháng với cường độ hoạt động cao, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu giảm khối lượng vận động, điều chỉnh điểm rơi phong độ cho các cầu thủ. Theo kế hoạch, vào tối ngày 6 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân vận động Saza, địa điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Trước buổi tập, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo và đội phó Đỗ Duy Mạnh sẽ tham dự họp báo trước trận đấu. Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải nhận lương khủng ở Sông Lam, Nghệ An. Với số tiền lớn từ nhà tài trợ mới là tập đoàn Tân Long, đội bóng xứ Nghệ đã nhanh chóng gia hạn hợp đồng thành công với các cầu thủ trụ cột như Phạm Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh. Đồng thời chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ quốc gia là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng từ câu lạc bộ Viettel. Với Trọng Hoàng, anh sẽ trở lại Sông Lam, Nghệ An và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng với câu lạc bộ, kèm theo mức lương là 65 triệu một tháng. Mức lót tay mà anh nhận được sẽ là 2 tỷ một mùa. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải sẽ cam kết tương lai 3 năm cùng với Sông Lam, Nghệ An với số tiền lót tay là 2,5 tỷ một mùa, kèm theo mức lương là 80 triệu một tháng. Đây đều là những con số tương đối lớn so với mặt bằng chung của cầu thủ tại V-League. Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin, sau khi đã ký hợp đồng với người cũ, tiền đạo người Nigeria Michel Olaha, trong thời gian tới, Sông Lam, Nghệ An sẽ tuyển chọn thêm hai ngoại binh nữa đến từ Nigeria và bờ biển Nga để chốt danh sách 3 ngoại binh thi đấu V-League 2022. Con trai Cung Lê hạ hàng loạt đối thủ gây sốt làng võ thuật. Cung Lê, cựu tay đấm 49 tuổi, từng là nhà vô địch thế giới kickboxing, võ sĩ khét tiếng tại đấu trường MMA, hiện đã giải nghệ. Nhưng thế giới võ thuật sắp đón chào một võ sĩ họ Lê tài năng khác. Theo chia sẻ của Cung Lê thông qua Facebook và YouTube, cậu con trai 15 tuổi của võ sĩ người Mỹ gốc Việt Nam vừa trải qua một giải đấu thành công. Xuyên suốt giải đấu kickboxing, Anthony Lê thi đấu chắc chắn và dũng mãnh. Anh nhiều lần tung ra những cú đá chết chóc, có kỹ thuật như thời đỉnh cao của bố mình. Chức vô địch kickboxing một bang tại Mỹ sẽ tạo ra nền móng vững chắc để cậu bé Anthony Lê chinh phục những sự kiện có tầm cỡ hơn. Dù không có thể hình tốt như người bố, tuy nhiên, Anthony sở hữu khả năng di chuyển, tốc độ ra đòn cũng như thể lực tương đối tốt. Dưới sự dìu dắt của Cung Lê, nhiều người tin rằng trong tương lai sẽ có thêm một võ sĩ tầm cỡ thế giới mang họ Lê chinh chiến tại các sự kiện võ thuật hàng đầu thế giới. Ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đối thủ được đánh giá là vừa tầm, đó là đội tuyển Trung Quốc. Đội bóng này sở hữu rất nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình cùng với dàn cầu thủ được thi đấu ở châu Âu. Và dàn sao đắt giá nhất của đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam khác nhau như thế nào? Ở vị trí thứ nhất là tiền đạo Ankerson có mức giá 4 triệu euro. Ankerson là ngôi sao đắt giá nhất tuyển Trung Quốc hiện tại. Theo Transfermarkt, Ankerson từng ghi 4 bàn cho tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Còn ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc năm 2020, Ankerson ghi 6 bàn sau 19 trận đấu. Vị trí thứ 2 đó chính là Huley, được định giá 3 triệu euro. Huley từng được xem là ngôi sao số 1 của đội tuyển Trung Quốc, nhưng hai mùa gần đây, phong độ của ngôi sao sinh năm 1991 có dấu hiệu trượt dốc không phanh trong màu áo của câu lạc bộ Espanyol và đội tuyển quốc gia. Giai đoạn 2018-2019, tiền đạo thuộc biên chế của câu lạc bộ Espanyol từng được Transfermarkt định giá là 10 triệu euro. Trong hai trận Trung Quốc đối đầu với Australia và Nhật Bản ở vòng loại World Cup vừa qua, Huley đều đá chính nhưng phong độ không cao. Bất chấp màn trình diễn thất vọng thời gian gần đây, Huley nhiều khả năng vẫn giữ suất đá chính để chạm trán với đội tuyển Việt Nam. Thứ ba, Alan Kade, 1,5 triệu euro. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã thuyết phục thành công Alan Kade, đồng đội cũ của Neymar tại câu lạc bộ Santos, khoác áo đội tuyển nước này. Alan là một trong 4 cầu thủ nhập tịch được huấn luyện viên tuyển Trung Quốc triệu tập sang UAE chuẩn bị đấu đội tuyển Việt Nam. Alan có thể chơi mọi vị trí ở hàng công. Tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc năm 2020, anh ra sân 15 trận, ghi 9 bàn. Trước khi đầu quân cho đội tuyển Trung Quốc, Alan từng chơi 15 trận cho U20 Brazil.
huấn luyện viên Litier sẽ đau đầu trong việc sắp xếp đội hình phát huy được phẩm chất của Enkeson, Huley và Alan. Vị trí thứ tư là trung vệ Tyas Rowing, 1 triệu euro. Rowing chơi ở vị trí trung vệ và hiện là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Litier. Rowing từng khoác áo các đội U17, U19 và U21 Anh trước khi đầu quân cho đội tuyển Trung Quốc. Rowing từng trưởng thành ở lò Everton rồi khoác áo đội 1 của câu lạc bộ nổi tiếng tại ngoại hạng Anh với 7 trận đấu. Anh gia nhập Wigan, Preston Naen và cuối cùng là Sunderland trước khi trở về Trung Quốc để khoác áo câu lạc bộ Quảng Châu Hàng Đại. Rowing sinh ra tại Anh nhưng lại có ông ngoại là người Trung Quốc. Cuối cùng, vị trí thứ 5 thuộc về Jan Juning, 1 triệu euro. Juning là thủ môn số 1 ở khung gỗ đội tuyển Trung Quốc trong 3 năm gần đây. Anh đã chơi hơn 300 trận cho câu lạc bộ Thượng Hải SIPG ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc từ năm 2007. Trong khi đó, về đội tuyển của chúng ta có 5 cầu thủ được định giá cao nhất vào lúc này, đó là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn và Đặng Văn Lâm hiện đang chấn thương. Những cầu thủ này cùng được định giá là 300.000 euro. Thậm chí trong đội hình của đội tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ không được định giá, đó là Lê Tiến Anh và Nguyễn Thanh Bình. Đương nhiên nếu xét về giá trị đội hình, đội tuyển Việt Nam thua kém rất nhiều so với đội tuyển Trung Quốc. Dù vậy trong bóng đá luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ, chỉ cần thi đấu với tinh thần đủ tốt và tuân thủ lối chơi mà ban huấn luyện đưa ra, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể giành chiến thắng trước đối thủ này. Võ sĩ MMA tử vong sau khi thi đấu boxing tại Trần. Sau thời gian chống chọi trên giường bệnh, cựu võ sĩ MMA, boxing tay chân Justin Thornton đã qua đời. Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Thornton, võ sĩ này đã được chuyển tới bệnh viện sau cú knock out từ đối thủ Dylan Kretler tại sự kiện BKFC 20. Trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn sau 19 giây kể từ thời điểm cả hai bắt đầu lao vào tấn công và đòn đánh quyết định được tung ra khiến Thornton gục ngã xuống võ đài. Justin Thornton vốn là một cựu võ sĩ MMA với thành tích khiêm tốn, 6 thắng, 18 thua, trong đó có 11 lần anh bị hạ knock out. Tay đấm 38 tuổi thi đấu ở hạng nặng, một số giải MMA địa phương. Lần đối đầu tại BKFC 20 là lần thứ 2 Justin Thornton đụng độ với đối thủ Dylan Kretler trên võ đài. Vào năm 2013, Thornton cũng nhận thất bại trước võ sĩ này tại giải MMA Iceland Fight 20 với pha knock out kỹ thuật sau 65 giây. Trên trang cá nhân, chủ tịch giải đấu boxing tay chân BKFC Dave Feldman đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc của Justin Thornton. Ông Dave Feldman chia sẻ: "Sáng nay, chúng tôi rất buồn phải thông báo về sự mất mát của một võ sĩ của chúng tôi, Justin Thornton, người vừa thi đấu ở sự kiện BKFC 20 ngày 20 tháng 8 vừa qua. Tất cả đội ngũ cùng cộng đồng võ thuật đối kháng xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của anh. Các báo cáo tiết lộ rằng Thornton đã bị tê liệt một phần sau trận đấu tới khi được đưa đến bệnh viện và phải dành nhiều ngày hồi sức tại đây. Trong khi nằm viện, anh cũng phải đối mặt với những triệu chứng nhiễm trùng do chấn thương tủy sống. Dù vậy, nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của anh vẫn chưa được công bố chính thức. Qua điều này, chúng ta hãy cùng phân tích sâu hơn nữa về vấn đề boxing và MMA, môn thể thao nào nguy hiểm hơn. Trên trang chủ của MMA cũng cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến năm 2013, có 8 vụ tử vong được cho là liên quan tới MMA, nhưng cũng chỉ có 3 vụ diễn ra ở các trận đấu chính thống. Như vậy, tính đến trước cái chết của Hào Cavajo, chỉ có 4 vụ tử vong được xác nhận là liên quan đến các trận đấu MMA. Trong khi đó, có tới 60 ca tử vong ở các trận đấu boxing chuyên nghiệp từ năm 1998 đến năm 2011. Con số này đã loại trừ những trường hợp tử vong trong khi tập luyện và ở các giải đấu nghiệp dư, tức là gấp 15 lần so với MMA. Theo nghiên cứu của các chuyên gia đến từ trường Đại học Macquarie, nguy cơ dính chấn thương trong môn MMA là cao hơn tất cả các môn thể thao đối kháng khác, bao gồm judo, taekwondo, boxing chuyên nghiệp và boxing nghiệp dư. Cụ thể, nguy cơ chấn thương trong một trận MMA là 23%, trong khi đó, con số này ở một trận boxing chuyên nghiệp chỉ dao động từ 12 đến 25%. Hơn thế nữa, nguy cơ dính chấn thương ở bộ môn MMA vẫn là cao nhất với tần suất phơi nhiễm là từ 85,1 đến 280,7 chấn thương trên 1.000 ca phơi nhiễm, cao nhất trong số tất cả các môn thể thao đối kháng. Boxing đứng thứ hai với 77,7 đến 250,6 chấn thương trên 1.000 ca phơi nhiễm. Trong hơn 20 năm trở lại đây, trong con mắt của những người hâm mộ môn thể thao đối kháng, những võ sĩ MMA luôn bị coi là những võ sĩ tàn độc nhất. Tất cả những bằng chứng trên cho chúng ta thấy một điều, có thể ở một góc nhìn nào đó, MMA là môn thể thao máu me và man dợ hơn so với boxing. Tuy nhiên, MMA xứng đáng có một cái nhìn đúng đắn và một chỗ đứng cao hơn nữa trong làng thể thao thế giới.
Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với những thông tin thể thao nóng hổi nhất diễn ra trong ngày hôm nay. Và thời lượng của chương trình đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.